Nói đến nhẫn thuật trong Naruto thì chúng ta có vô số nhẫn thuật, thậm chí là tràn lan đại hải đủ tất cả các kiểu mà một người bình thường có thể nhớ chúng đấy. Nhưng trong vô vàn những nhẫn thuật đó, có một số ít những cái mà riêng bản thân nó lại gây ấn tượng cực kỳ mạnh đối với người xem, mà đặc biệt là đối với mình đấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bên Chơi Điện Tử. Tôi là Sasuke và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đâu là những nhẫn thuật ấn tượng nhất trong Naruto nhé. Hiện tại thì mình có làm một kênh game, ở đó mình sẽ chơi game cùng với team khám phá của mình và livestream nữa. Rất hy vọng được các anh em qua đó xem và ủng hộ và đăng ký giúp mình nhé. Mình có để đường dẫn ở phía dưới phần mô tả đó nha. Các bạn có thể nhấp vào và đăng ký kênh giúp mình với nhé. Hỏa độn, đại hỏa cầu. Nhẫn thuật đầu tiên mà mình cảm thấy ấn tượng nhất khi xem Naruto đó chính là nhẫn thuật hỏa độn, đại hỏa cầu được thi triển bởi Sasuke aka Boy Lạnh Lùng trong buổi sát hạch của Kakashi. Để tấn công ông thầy biến thái, Sasuke đã thực hiện liên hoàn đòn tấn công thể thuật vượt Kakashi và phối hợp nhịp nhàng với những cái bẫy được dâng sẵn, khiến cho nó càng trở nên đặc sắc hơn. Sasuke ngay từ nhỏ đã được cha mình dạy cho nhẫn thuật này, và dù nó được xét là một nhẫn thuật cấp C, nhưng khi Sasuke dùng nó thì Kakashi cũng phải bất ngờ, vì không ngờ một ninja chỉ mới tốt nghiệp học viện lại có thể thi triển được một nhẫn thuật cấp C, vốn là nhẫn thuật phải từ cấp Chunin trở lên mới dùng được. Chính vì để làm hài lòng cha mình mà Sasuke đã cố gắng luyện tập nó và đã luyện thành công nhẫn thuật này từ rất sớm. Quay lại với lý do tại sao mình ấn tượng với nhẫn thuật này, thì đây chính là nhẫn thuật tấn công đầu tiên mà chúng ta được thấy trong Naruto. Khác với những nhẫn thuật trước đó được thi triển bởi Naruto hay một số nhân vật khác trong học viện, Sasuke đã dùng một tổ hợp các ấn tay để có thể thi triển được nhẫn thuật này. Và chắc chắn rồi, chính là điều đó đã khiến cho mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng khi được nhìn thấy Sasuke kết ấn. Và mình tin chắc là nhiều bạn cũng cảm thấy giống như mình phải không nào? Không chỉ dừng lại ở ấn tượng đầu tiên, mà sau này nhẫn thuật này còn được rất nhiều các shinobi mạnh mẽ sử dụng như Jiraiya hay Itachi. Từ đó cho thấy, cho dù có là một nhẫn thuật cấp thấp, thì khi người dùng biết cách tận dụng nó một cách triệt để, thì nó cũng có thể trở thành một nhẫn thuật vô cùng mạnh mẽ. Ảnh phân thân và đa chung ảnh phân thân chi thuật. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là khi nhắc đến nhẫn thuật của Naruto thì mình tin chắc là các bạn sẽ nghĩ ngay đến ảnh phân thân chi thuật được Nano sử dụng trong tất cả các trận chiến của mình và ngay cả trong luyện tập rồi đúng không? Là nhẫn thuật cấp cao, chính vì vậy mà việc Naruto có thể dùng được nhẫn thuật này có thể nói là rất ấn tượng. Chúng ta chắc hẳn đều biết là Naruto đã bị rớt tốt nghiệp vì không thể thi triển nhẫn thuật cơ bản hơn của nhẫn thuật này. Chính vì vậy, việc mà Nano học được nhẫn thuật cấp cao này đã để lại ấn tượng rất lớn đối với fan Naruto. Một trong những điểm ấn tượng nhất của nhẫn thuật này chính là nó vô cùng dễ kết ấn. Khi Nano chỉ cần một ấn chú duy nhất là có thể ngay lập tức thi triển ảnh phân thân chi thuật. Vào ban đầu, từ một nhẫn thuật mà theo lời của Kakashi là chủ yếu dùng để dò thám, Naruto đã biến nó thành một nhẫn thuật vô cùng lợi hại dùng để chiến đấu và làm nên tên tuổi của Naruto trong thế giới Shinobi. Và tất nhiên là chỉ với ảnh phân thân chi thuật, Naruto cũng đã phải khiến cho tất cả mọi người phải chăm chô rồi. Vì với đa chùm ảnh phân thân nữa thì chắc chắn là sẽ khiến cho các fan phải mắc chữ A mồm chữ O thì không có gì là lạ. Có một phát thú vị, đó chính là Naruto thi triển đa chùm ảnh phân thân để chiến đấu trước ảnh phân thân. Và đó là trong cuộc chiến với Mitsuki. Nano đã học được nhẫn thuật cao cấp này từ cuốn trục cấm thuật của Hokage đệ nhị, và cũng lần đầu tiên Naruto có thể chiến thắng đối thủ cũng là nhờ nhẫn thuật này. Tóm lại, với hai nhẫn thuật cao cấp này, Naruto đã lấy nó làm tiền đề để sau này có thể học được thêm nhiều nhẫn thuật hơn, và thậm chí là dùng nó để luyện tập để tạo ra được những nhẫn thuật mới. Tất nhiên là anh Bảy không quên kết hợp nó với Sasuke Jutsu để có thể tạo ra nhẫn thuật biến thái nhưng vô cùng hữu dụng nữa. Thủy độn, thủy long đạn. Chắc chắn là đa số các bạn đều sẽ rất ấn tượng với nhẫn thuật này đúng không? Kakashi và Yabuya đã tạo ra một trong những phân cảnh đặc sắc nhất phim của Naruto khi cả hai cùng nhau kết 48 ấn để thi triển nhẫn thuật này trong cuộc đại chiến tại Sóng Quốc. Là nhẫn thuật cấp B nên có thể nói là không phải ai cũng có thể thi triển được nhẫn thuật có độ khó cao như vậy. Sức tấn công của nhẫn thuật này là vô cùng lớn khi nó tạo ra một con rồng nước và tấn công vào cái đợt gây sát thương vật lý lên đối thủ nếu chúng phải nhẫn thuật này. Mặc dù cần tới 48 ấn tay mới có thể thi triển được nhẫn thuật này và tiêu hao một lượng lớn chakra, nhưng những ninja tài năng như Hokage đệ nhị Tobirama, Genin vĩnh cửu Kosuke và Mizukage đệ ngũ đều đã rút ngắn được ấn thuật của nhẫn thuật này để có thể dễ dàng thi triển nó trong các trận chiến và tăng tính linh hoạt của nhẫn thuật này hơn. Nhưng thật sự là điều khiến cho thủy độn thủy long đạn ấn tượng đó chính là màn kết ấn của Kakashi và Yabuya. Cả hai người đã cho chúng ta chiêm ngưỡng một màn đấu ấn tay vô cùng hấp dẫn và kịch tính và rất ấn tượng nữa. Thậm chí là trong anime, chúng ta có thể nhìn rõ được từng ấn tay được Kakashi và Yabuya dùng để thi triển được nhẫn thuật này, và chính điều đó đã khiến cho nó trở nên vô cùng ấn tượng với mình. Và mình tin là nhiều bạn đang xem video này cũng vậy.
À và nếu các bạn đã từng cố gắng học thuộc rồi sau đó cover lại màn kết ấn này thì hãy comment ở phía bên dưới để mình biết là mình không cô đơn nhé. Rasengan là một nhẫn thuật cấp A vô cùng mạnh mẽ được Hokage đệ tử sáng tạo và ông cũng phải mất 3 năm mới có thể hoàn thiện được nó. Chính vì thế mà đây là một nhẫn thuật cực kỳ khó học, nhưng Naruto lại là một trong những người đã luyện tập được nhẫn thuật này nhanh nhất. Chính vì thế mà nhẫn thuật này phải nói là vô cùng ấn tượng khi được thi triển bởi Naruto, hoạt động theo nguyên lý nén chakra và xoay vòng nó với tốc độ cực kỳ lớn. Chính vì thế mà Kakashi đã nói Rasengan chính là đỉnh cao của việc biến đổi hình thái chakra. Có thể luyện được nhẫn thuật này thì Naruto đã phải rất vất vả khi phải luyện tập đến mức phỏng cả tay do nén chakra vào lòng bàn tay liên tục trong một thời gian dài. Và sau này Konohamaru hay Boruto cũng bị tương tự khi luyện nhẫn thuật này, vì là một nhẫn thuật có sức công phá cực lớn. Chính vì thế mà Rasengan đã trở thành nhẫn thuật dùng để tấn công của Naruto. Và vì Nano là một shinobi chuyên về đánh cận chiến, chính vì thế mà Rasengan gần như được Naruto phát huy tối đa công suất khi áp dụng vào thực chiến. Nhưng vì không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận được đối thủ để sử dụng Rasengan, chính vì thế mà Naruto sau này đã phát triển Rasengan lên tầm cao mới và đổi tên cho nó thành Rasen Shuriken, khi có thể ném nó đi bằng cách thêm vào các thuộc tính chakra, nhưng với điều kiện là phải dùng hiện nhân thuật, còn không thì vẫn phải tiếp cận và tấn công mục tiêu như Rasengan bình thường thôi. Và sau khi dùng được chakra cửu vĩ thì Nano không cần dùng hiện nhân thuật vẫn có thể ném Rasen Shuriken vào mục tiêu. Còn Boruto nhờ vô thức thêm thuộc tính chakra hệ lôi vào Rasengan mà bô ngáo đã ném đi được nó, thậm chí là còn làm cho Rasengan trở nên tàn hình. Mặc dù là đã xuất hiện rất nhiều những phiên bản khác nhau, nhưng có thể nói là Rasengan phiên bản đầu tiên vẫn là phiên bản để lại ấn tượng nhất với mình. Vì giữa một thế giới mà mỗi khi sử dụng nhẫn thuật, các ninja đều phải kết ấn, thì Rasengan lại là nhẫn thuật không cần kết ấn, nhưng sức mạnh lại vô cùng vô lý và cực kỳ linh hoạt trong chiến đấu. Chính vì thế mà nó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng mình. Chidori. Có lẽ giống với Naruto và Sasuke, Chidori chính là đối thủ của Rasengan và cũng là nhẫn thuật duy nhất có thể sánh ngang với Rasengan của Naruto vào thời điểm cả Naruto và Sasuke mới luyện được hai nhẫn thuật làm nên tên tuổi của mình. Nếu so sánh về việc biến đổi hình thái thì Chidori vẫn còn kém hơn so với Rasengan, nhưng điều mà Chidori có đó chính là biến đổi thuộc tính. Để thi triển được Chidori thì người sử dụng cần phải biết cách biến đổi hình thái và biến đổi thuộc tính chakra thì mới có thể thi triển được. Và Sasuke vào kỳ thi Chunin, boy lạnh lùng đã luyện được nhẫn thuật bá đạo này chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí là còn trước khi Nano có được Rasengan. Chính vì thế mà có thể nói, vào thời điểm đó thì Sasuke với Chidori đã ăn đứt Naruto rồi. Là một nhẫn thuật cao cấp và có tính sát thương cực kỳ cao, Chidori có thể nói là tuyệt kỹ dùng để kích điệu đối phương vô cùng hiệu quả. Thậm chí là nó còn được liệt vào hàng cấm thuật, vì nếu một người không có Sharingan mà vẫn sử dụng nhẫn thuật này thì khả năng cao là dễ đi bán muối khi chiến đấu. Nguyên do cũng là do khi dùng Chidori thì người sử dụng có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh. Chính vì thế mà người dùng cũng có thể để lộ ra những sơ hở chí mạng, và nếu đối thủ tấn công vào những sơ hở đó thì người dùng Chidori sẽ không kịp phản ứng. Kakashi ban đầu khi dùng thuật này cũng suýt thì mất mạng nếu không có sự can thiệp của Minato. Vì vậy mà tia chớp làng lá đã nói là nhẫn thuật này chưa được hoàn thiện và cấm Kakashi dùng lại nó. Nhưng khi có được Sharingan thì nhược điểm duy nhất của Chidori đã được khắc phục và nhờ đó trở thành một nhẫn thuật với tính sát thương và độ chí mạng còn ghê gớm hơn cả Rasengan. Nếu các bạn không để ý thì có thể sẽ không nhận ra Rasengan chủ yếu là một nhẫn thuật mạnh và sức công phá lớn, nhưng độ chí mạng lại không cao. Còn Chidori tuy có y lực thấp hơn nhưng tính sát thương và độ chí mạng rất lớn. Chính vì thế mà Kakashi ưu tiên việc dùng Chidori để xuyên một ai đó và tiễn họ lên đường. Còn Rasengan của Naruto thì vẫn chưa thực sự giết chết được một ai cả. Cũng chính vì y lực thấp nhưng tính sát thương lớn nên phải nói Chidori là một nhẫn thuật vô cùng ấn tượng. Và cứ hễ nhắc đến Chidori thì hình ảnh Kakashi dùng nó để đục một lỗ trên cơ thể của một nhân vật nào đó lại hiện lên trong đầu mình. Phi lôi thần thuật. Thật sự phải nói đây là một trong những nhẫn thuật đáng sợ nhất trong thế giới nhẫn giả. Bởi vì với nó, Minato đã san bằng cả một đội quân với 1000 shinobi làng đá. Và vì thế mà phi lôi thần thuật đã trở thành một trong những nhẫn thuật chết chóc ấn tượng nhất trong Naruto. Mặc dù không phải ai cũng có thể dùng được, và có lẽ đến thời đại của Boruto thì cũng chẳng còn một cá nhân nào có thể sử dụng được phi lôi thần thuật nữa. Nhưng phải nói là đây là một nhẫn thuật vô cùng ấn tượng với việc linh hoạt trong việc chiến đấu và không cần các ấn chú rườm ra. Phi lôi thần thuật đã trở thành nỗi khiếp sợ với thế giới nhẫn giả khi nó được Minato sử dụng, nhất là đối với ninja làng đá. Chính vì vậy mà mình rất ấn tượng với nhẫn thuật này, thậm chí là mình đã từng nghĩ là nếu mà ngoài đời thật sự có thể luyện được nhẫn thuật này thì chắc là mấy anh sẽ dùng phi lôi thần thuật hết luôn.
Susanoo toàn chân thể. Nếu như các bạn xem Naruto mà không ấn tượng với Susanoo toàn chân thể thì có lẽ là các bạn có phần hơi khác với đại đa số mọi người đấy. Đây là một trong những nhẫn thuật cực kỳ hiếm và chỉ có những người sở hữu được Mangekyo Sharingan trở lên thì mới có thể thi triển được nó. Nhưng đó mới chỉ là Susanoo bình thường mà thôi. Còn Susanoo toàn chân thể thì cho tới hiện đại chỉ có 4 nhân vật là đã thi triển nó mà thôi, bao gồm Asura, Madara, Sasuke và Kakashi. Trong đó duy nhất Kakashi không phải là người thuộc gia tộc Uchiha. Thế nên phải nói là để có thể chứng kiến được Susanoo toàn chân thể thì cứ phải gọi là cực kỳ vinh hạnh cho Shinobi trong Naruto. Vì không phải là một nhẫn thuật mà chỉ cần luyện tập là sử dụng được. Chính vì thế mà khi lần đầu tiên Madara sử dụng Susanoo toàn chân thể để đấu với Ngũ Đại Kage thì có thể nói là Madara lúc bấy giờ chẳng khác nào là chúa trời cả. Đến ngay cả Tsunade, khi chứng kiến Susanoo của Madara chém phát bay luôn cả mấy ngọn núi thì bà đã phải thốt lên: đây là cái thứ mà ông mình đã phải chiến đấu sao? Thì đủ hiểu là Susanoo là một cái gì đó cực kỳ khủng khiếp rồi. Chỉ với sự xuất hiện của Susanoo toàn chân thể thôi thì Ngũ Đại Kage đều đã bị đánh bại và tinh thần rồi. Vậy nhưng Madara sau khi sử dụng nó mà vẫn không thể kết tiểu được Ngũ Đại Kage, ông đã phải nói là quá quê. Vì trước đó Kuma đã tuyên bố là những ai nhìn thấy Susanoo toàn chân thể thì không còn ai còn mạng cả, và ông cũng không muốn thi triển lại nó, nên là thôi kết thúc luôn trận đấu với Ngũ Đại Kage. Sau này khi đến lượt Sasuke và Kakashi thi triển trong cuộc chiến với Kaguya thì cứ phải gọi là hết sảy con bà bảy. Nếu xếp hạng thì mình tin chắc là Susanoo toàn chân thể là một trong những nhẫn thuật ngầu nhất của Naruto. Chính vì thế mà việc nhẫn thuật này ấn tượng thì cũng không có gì quá là lạ, đúng không nào? Mộc Độn Tiên Pháp Thiên Thủ Quan Âm. Nếu đã nhắc đến Susanoo toàn chân thể mà không nhắc đến Mộc Độn Tiên Pháp Thiên Thủ Quan Âm của ngài đệ nhất thì thật là một thiếu sót lớn. Nếu Susanoo toàn chân thể khi xuất hiện đã khiến Ngũ Đại Kage phải trầm trồ với độ khổng lồ và to lớn của nó thì Thiên Thủ Quan Âm giống như là bà Tân Vlog vậy, vì nó siêu to khổng lồ. Thiên Thủ Quan Âm có thể nói là còn to gấp mấy lần Susanoo toàn chân thể, thậm chí là còn lớn hơn cả Susanoo bọc cửu vĩ, mà nó là một trong những nhẫn thuật to lớn nhất từng được thi triển. Với tốc độ khổng lồ và sức mạnh to lớn của mình, Thiên Thủ Quan Âm cứ phải gọi là vỡ cả mồm cửu vĩ lẫn Susanoo luôn. Chính vì thế mà muốn không ấn tượng với nhẫn thuật này cũng không được. Và đặc biệt nhất là nếu Susanoo cần điều kiện là phải có ít nhất Mangekyo Sharingan thì Thiên Thủ Quan Âm còn khắc khe hơn khi phải sở hữu Mộc Độn, và dù cho có Mộc Độn thì cũng chưa chắc là đã thi triển được. Chính vì thế mà nó cũng hiếm không kém gì Susanoo của gia tộc Uchiha, và cũng chính vì vậy mà nhẫn thuật này mới xuất hiện trong danh sách của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt!